Ngày 13 tháng 3, luật sư Lê Hồng Hiển, người trợ giúp pháp lý cho cháu bé 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu, cho biết các cơ quan chức năng đã hoàn thiện xong các thủ tục giám định pháp y cho cháu Đỗ Ngọc A. Sau khi giám định, cơ quan pháp y đã thu được 10 chiếc đinh trên đầu nạn nhân. Nguyên nhân được xác định bé A bị tổn thương não do các dị vật trong đầu, không thể hồi phục dẫn đến tử vong vào tối 12 tháng 3. Sáng nay gia đình đã làm các thủ tục đưa cháu về đài hóa thân Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội để hỏa táng. Sau đó, lễ tang được tổ chức tại quê nhà Thạch Thất, Hà Nội, luật sư Lê Hồng Hiển cho biết. Theo ông Hiển, từ khi nghe con gái mất, chị Nguyễn Thị Luyến liên tục khóc nghẹn và phải có người bên cạnh chăm sóc. Trước đó, trong buổi nói chuyện với luật sư, chị Luyến kể, từ khi xảy ra sự việc chị không thiết tha gì ăn uống. Khi đó, Luyến nói rằng rất sốc trước việc con gái bị người tình là Nguyễn Trung Huyên, sinh năm 92 bạo hành, đóng đinh vào đầu. Một đằng là con em, một đằng là người ăn ở với em. Em từng tin tưởng anh ta, không thể ngờ anh ta lại làm như vậy với con em. Con em nó có tội gì đâu, người phụ nữ nói với luật sư Lê Hồng Hiển. Theo chị Luyến, khi yêu Huyên, Luyến nói về hoàn cảnh của mình, bao gồm cả việc nuôi cháu A và Huyên đồng ý, thông cảm. Cũng có lúc, Huyên mắng bé A nhưng chưa bao giờ đánh cháu trước mặt Luyến. Về diễn biến vụ án, ngày 20 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên sinh năm 92, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội về tội giết người. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra lệnh tạm giam Nguyễn Trung Huyên trong thời gian 4 tháng. Quá trình điều tra xác định, vào tháng 9 năm 2021, sau khi ly hôn chồng, chị Nguyễn Thị Luyến đưa theo cháu A về sinh sống cùng Huyên tại căn phòng thuê trọ tại thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Trong quá trình sinh sống, Huyên thường xuyên hành hạ bé A. Từ tháng 9 năm 2021 tới nay, Huyên đã 4 lần hành hạ cháu A bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như bắt nuốt đinh, đánh gãy tay và đóng đinh vào vùng đầu cháu A. Sau các lần bị hành hạ, cháu A đều phải nhập viện cấp cứu. Ngày 17 tháng 1, khi thấy con gái có biểu hiện buồn nôn, mệt mỏi, chị L đã đưa con đến bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất để cấp cứu, sau đó tiếp tục được chuyển đến tuyến trên để điều trị. Sau gần 2 tháng được các bác sĩ đầu ngành chăm sóc và chữa trị tích cực, tuy nhiên do vết thương quá nặng, bé Đỗ Ngọc A đã qua đời. Với hậu quả đã xảy ra, Nguyễn Trung Huyên có thể đối diện với mức án cao nhất là tử hình theo quy định tại khoản 1 điều 123 tội giết người, Bộ luật hình sự, luật sư Lê Hồng Hiển nói và cho biết, hiện vụ án vẫn đang ở giai đoạn điều tra.